Ôi VIP 14 nha anh em. Đây VIP 14 xài dây dẹp. Cái mục tiêu á là con, đây con chim giả mình làm phía trước con cò đó, mình làm mục tiêu nó y hệt như thiệt cho anh em ha. Cách khoảng 30m. Cái này là VIP 14. Đây anh em thấy mục tiêu chưa đó, mình sẽ bắn cho anh em luôn ha. Mẫu này thì bắn rất là chuẩn. Anh em mình mua để mình chơi Tết rất là ok anh em. Về nhà về quê mình chơi. Đó. Rất là chuẩn luôn. Từ đây tới đó thì nó khoảng mình thấy nó khoảng 30m. Đó, bắn vậy rất là ok, súng thun mà. Bắn vậy là chưa hết đâu anh em. Ví dụ anh em đi canh thì nó khoảng hơn 40-50m bình thường. Đây gài đạn thì có nhiều anh em không biết lên đây. Đó, như thế này, xong anh em gài dây vô. Dây thì bi thì anh em gài vô kẻ ha. Kẻ bi. Bi cho anh em bóp dài ha, cho anh em gài vô kẻ này nè. Có bi nha anh em, bạn phải cho ngay ngắn, xong anh em kéo xuống, đạp xuống, phải là cái phần đạp nè, anh em đạp xuống ha, đạp xuống, đây, vô chốt, đó, giờ, rất là chuẩn luôn, 30m mà, bởi mình làm mục tiêu những cái con, giống những con vật để mình bắn cho anh em cho nó ok, rất là chuẩn luôn. Món này là VIP 14. Đây. Nguyên thân là trên đây kim, phần này kim loại rất là cứng, anh em đứng lên là không sao. Anh em nhớ đăng ký kênh để mình test thêm nhiều sản phẩm cho anh em ha. Mẫu này thì cái độ chuẩn của nó tối đa là khoảng 60-70m, nhưng mà tùy người bắn chứ mình không có nói được mà cầm lên bắn chuẩn cầm không chuẩn thôi, anh em bắn phải biết bắn mới được ha. Nếu anh em không có bắn thì liên hệ và mình sẽ hướng dẫn cho anh em một số bước bắn để cho mình dễ hơn. Đó, rất là chuẩn luôn. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh mình xem nhiều sản phẩm nữa anh em. Chào anh em.